Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ Tuyết Hương. Đúng rồi, thank you, cảm ơn anh. Tuyết Hương xin kính chào đến tất cả các anh chị em của mình có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay. Em chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là qua sang năm mới rồi. Và Tuyết Hương xin chúc cho tất cả các anh chị em năm mới lúc nào cũng được những sự may mắn và nhất là đều có nhiều sức khỏe nha. Thank you. Đầu tiên Tuyết Hương xin cống hiến đến tất cả các anh chị qua nhạc phẩm Chiều Xuân. Quay lưng lại.
Hello, hello, hello. À, xin lỗi cho cái câu hỏi ở dưới mấy anh em nghe có ok không? Được chưa, được không? Nhỏ hả? Nhỏ hay là ok? Lâu đi. Hello, hello, được chưa anh chị? Hello, hello, 1, 2, 3, 4.
nha, để theo lời yêu cầu. Thích Hưng xin hát theo yêu cầu như mặt nắng cha cha cha. Thank you các anh. Quý vị hãy cùng chúng tôi